Gió lay xịt bước mạnh đưa đường hoa từ lộ trình tới đây tay biển xót chén rượu đào dâng nhân tuần sớm dâng lên để học để các cô dân phá là mời rước quang hoàng người sơn các cô dân mời rước quang hoàng người sơn tay tiên gió chén rượu đào nhị tuần sưng lên bề ngọc để các cô sân mơ làm thơ giấc ngọc hoàng mừng sơ các cô sân mơ giấc ngọc hoàng mừng sơ nhân mừng sơ nhìn đồn ngã ông hiền ca rồi tam bôi dâng lên bề ngọc dâng lên tạ mẫu để các cô dân cô dân mời rước quang hoàng người sơn. Thank you.
chủ đề sống lắm con nằm nghe sóng nhớ bình hùng nhớ bỏ người năm mà về ngư vũ
lạnh lạnh sai xa ngự chân chân xa ta lòng lòng ta cho đông vô sự thì có ai bằng toàn toàn hát người lan ra khắp nhân gian nhãn nhạc mừng vãn chờ trẻ nào có xa gì quãng hoàng người chờ trẻ thì nào có đi xa gì sớm có khi ơi chiều có khi tàn nhưng đến sáng mai hoàng cho lại đây nhưng để đến sáng mai hoàng cho lại đây đời người chỉ ngang tóc tóc ngang gang nay đời người chỉ ngang tóc tóc gang gang tu nhân mà tích đức ắt được vẻ vang sau này như cây tốt lắm mà xanh thành tươi lắm mà lan tốt vun hồng hồng lại tươi xứ nghệ thời vô sau lòng trời có phụ ai
nguyện ông Mười cho như ý. Sơ cầu ông cho được đồng mở tâm. Chiến khôn đậu nọc nhà quang. Chiến khôn đậu nọc nhà quang. Người khôn đường ba gội xiềng theo sau nghĩ
sang thế chết thôi ai lạnh lạnh sang thế thôi vô mơ thoại xước ông mười về trong đất đất dịch đồ thanh